Hôm nay chúng ta học lời Chúa ở trong sách Công vụ Sứ đồ đoạn thứ 19 từ câu 1 cho đến câu thứ 12. Nhưng mà hôm nay chúng ta tập trung về nói về Đức Thánh Linh. Có lẽ là một phần ở trong cái phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc hôm nay. Thưa quý vị, nếu mỗi người chúng ta trong cuộc sống là những người đã tin nhận Chúa thì chúng ta đều nhận biết rằng Đức Chúa Trời có ba ngôi. Đó là khi chúng ta học giáo lý. Đức Chúa Trời có ba ngôi. Và ngôi thứ nhất là Đức Chúa Cha, ngôi thứ hai là Đức Chúa Con, và ngôi thứ ba là Đức Thánh Linh. Trong Cựu Ước thì người ta chỉ nghe nói về một Đức Chúa Trời nhiều nhất, tức là chỉ có một Đức Chúa Trời. Đó là những gì mà chúng ta thường nghe ở trong Cựu Ước khi mô tả về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên thì chúng ta trong ngay trong sách Thế Ký đoạn 1 thì chúng ta cũng đã thấy rằng Kinh Thánh nói rằng thần của Đức Giê-hô-va. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có ba ngôi Đức Chúa Trời chứ không phải là chỉ có một. Đấy. Thần của Chúa, như vậy là chúng ta có thêm ngôi nữa là thần của Chúa. Đấy. Và ở trong sách Thế Ký đoạn 1 câu 26-27 đó thì nói rằng chúng ta hãy làm nên loài người. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng không phải là ngôi suýt mà là chúng ta. Như vậy thì nói đến là một cái đại từ là số đông. Rồi trong Cựu Ước thì chúng ta thấy rằng xuất hiện có những lần mà chẳng hạn như là khi mà các bạn của Daniel ở trong lò lửa hợp thì thấy có một ai đó giống như hình của con người hiện đến. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cũng có một cái sự xuất hiện nữa là một đấng nữa, tức là ngôi thứ hai. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là có ba ngôi Đức Chúa Trời chứ không phải là một. Nói chung chung là một, nhưng mà nếu nói một cách chi tiết thì có ba ngôi Đức Chúa Trời. Và ba ngôi Đức Chúa Trời như là một cái tập thể nhưng mà rất yêu thương nhau. Nếu quý vị đọc Kinh Thánh thì thấy rằng khi Đức Chúa Trời nói về Đức Chúa Giê-xu thì Ngài nói rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Và Chúa Giê-xu cũng nói rằng là ta yêu cha ta và cha ta yêu ta. Thấy không? Như vậy thì rõ ràng là chúng ta thấy là có một cái tình yêu đặc biệt trong ba ngôi Đức Chúa Trời, chứ không phải giống như là ba nhân vật mà rồi lộn xộn nhau. Con người mình thường là chỉ có hai người thôi là cũng đã lộn xộn rồi, cũng đã không có nhất trí rồi. Nhưng mà ba ngôi Đức Chúa Trời, Kinh Thánh nó rất là hiệp nhất và rất yêu thương. Đức Chúa Cha sai Chúa Con và Đức Chúa Con hoàn toàn vâng phục. Quý vị thấy đó. Rồi Chúa Giê-xu nói rằng khi mà Ngài sắp về trời thì Ngài nói rằng khi ta đi thì ta sẽ sai thần lẽ thật đấy. Chúa sai Đức Thánh Linh hay Đức Thánh Thần đó, đến với con người của chúng ta. Như vậy thì quý vị thấy rằng là có nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng ai lớn hơn ai. Đấy, tức là mình hay nghĩ rằng Đức Chúa Cha thì lớn hơn Đức Chúa Con và Đức Chúa Con thì lớn hơn Đức Thánh Linh. Để chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng mà sự mô tả đó và tất cả những cái sự hiểu biết đó nó không đúng. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng ba ngôi của Đức Chúa Trời là bình đẳng. Tại sao mình nói cái chữ bình đẳng? Tại sao mình nói ngang nhau? Vì rõ ràng khi quý vị nghe nói cha với con là nó không bình đẳng rồi. Phải không? Cái từ đó không đó là, hay là người này sai người kia thì chứng tỏ rằng cái người sai đó là có cái quyền hơn. Nếu chúng ta hiểu theo cái nghĩa của con người trong cái ngôn từ. Nhưng mà thật sự ra thì Kinh Thánh mô tả cho tôi và quý vị thấy rằng khi mà người ta yêu thương nhau đó thì người ta có thể sai. Người ta có thể nhờ người khác làm một việc gì đó. Người ta có thể sai khiến một người làm một việc gì đó. Bởi vì họ rất là yêu thương nhau như là một. Thành ra đó nó không còn là cái thứ bậc, không còn là trên dưới nữa. Nhưng mà người ta có thể sai nhau. Ví dụ như quý vị thấy là chồng có thể sai vợ và vợ cũng có thể sai chồng. Đấy, khi người ta yêu thương nhau. Còn khi không yêu thương nhau đó thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy là khó để mà sai nhau lắm.
phải không? Giống như bây giờ quý vị thường hiểu là người chồng hơn người vợ một bậc đối với người Việt Nam của chúng ta. Còn người Mỹ thì đôi khi là quý vị thấy họ thấy ngang nhau á, và đôi khi cái người vợ lại đặt cái vị trí còn cao hơn nữa. Nhưng mà tất cả đều có thể sai khiến nhau, chứ không có nghĩa là cái người dưới không thể sai người trên. Hả? Khi chúng ta sống ở trong tình yêu. Hả? Và tại sao tôi dùng cái chữ bình đẳng, và trong thần học dùng chữ bình đẳng, là bởi vì ở trong Philip đoạn 2, khi nói về Đức Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha, thì trong Philip đoạn 2 nói rằng Ngài không coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Như vậy thì rõ ràng là Ngài bình đẳng, thấy không? Nhưng mà Kinh Thánh đó là Ngài tự hạ mình xuống, Ngài từ bỏ cái sự bình đẳng đó để Ngài trở thành một con người vì tình yêu. Như vậy thì rõ ràng là Chúa Giêsu bình đẳng với Đức Chúa Cha, chứ không có nghĩa là nhỏ hơn, không nghĩa là kém hơn. Và Đức Thánh Linh cũng vậy. Cho nên khi quý vị thấy đó, sau khi Chúa Giêsu về trời rồi thì cái thời đại chúng ta đang sống đây gọi là thời đại của Đức Thánh Linh. Bởi vì Chúa Giêsu về trời thì Ngài sai Đức Thánh Linh đến với chúng ta, ở với chúng ta, và cái sự thể hiện nó qua cái ngày lễ ngũ tuần. Đức Thánh Linh đã giáng xuống và đầy dẫy trên 120 môn đồ, đến nỗi họ có cái sự khôn ngoan, họ có thể nói được cái tiếng ngoại quốc, họ rao giảng và nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Và trong câu chuyện hôm nay chúng ta cũng thấy rằng là rất nhiều người đã nhờ cái follow mà được chữa lành. Thậm chí đến nỗi mà những cái khăn, như cái áo của follow thôi mà đắp trên kẻ bệnh thì kẻ bệnh cũng được chữa lành, và nhiều người bị quỷ ám cũng ra khỏi. Như vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Không có nghĩa là ông follow ông có một cái gì đó, hoặc là quần áo của ông có một cái thằng gì, có một cái điều gì diệu kỳ ở trong đó, một cái phép màu gì trong đó. Không, tất cả là công việc của Đức Thánh Linh. Tức là Đức Thánh Linh làm việc thông qua follow, thông qua tất cả những cái gì của follow. Đấy, chứ không có nghĩa là follow, và cũng không có nghĩa là quần áo của ông á, mà đến nỗi nó thần thiêng liêng, nó thần thánh như vậy. Không có. Chúng ta cần phải hiểu đó. Cũng giống như bây giờ có một người nào đó ngày hôm nay, khi các tôi tới của Chúa, khi chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi đủ quỷ, thì quỷ nó ra, thì điều đó không có nghĩa là cái ông đó, cái mục sư đó, ông có quyền không có. Nhưng mà Chúa làm việc qua vị mục sư đó. Như vậy thì chúng ta cần phải hiểu rất là rõ về chỗ này. Như vậy thì ba ngôi Đức Chúa Trời là một cái giáo lý mà rất nhiều người, cũng có rất nhiều người tranh cãi về điều này, và cho rằng là không có, chỉ có một ngôi mà thôi, chứ không có ba. Và cũng có những người thì họ rất mơ hồ về Đức Thánh Linh. Chúng ta nói nhiều về Đức Chúa Cha, và chúng ta nói nhiều về Đức Chúa Giêsu, nhưng mà nói về Đức Thánh Linh á, thì có nhiều người mơ hồ lắm. Nhưng mà thưa quý vị, cái thời đại mà chúng ta đang sống đây, và đấng mà có thể gần gũi chúng ta trong cái thời đại này nhiều nhất đó là Đức Thánh Linh. Đấy. Ngày xưa thì các môn đệ của Chúa sống trong cái thời của Chúa thì họ được gần gũi với Chúa Giêsu. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta được gần gũi nhất là Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh. Ngày xưa là Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu, và bây giờ là Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh. Và ngày hôm nay là thời đại của Đức Thánh Linh. Và Kinh Thánh nói rằng trong đến ngày sau rốt thì Ngài đổ thần của Ngài trên khắp mọi loại xác thịt. Trong thời cựu ước á, thì Kinh Thánh nói rằng thần của Đức Giê-hô-va ngự ở trên Samson, thần của Đức Giê-hô-va ở trên các tiên tri, thần của Đức Giê-hô-va ở trên David, cho đến nỗi ông có thể giết con sư tử. Đã. Thần của Chúa ở với Samson, cho đến nỗi Samson có một cái sức mạnh phi thường. Đấy. Và thần của Chúa đã ở cùng Môi-se, thần của Chúa đã ở cùng Giô-suê, vân vân. Nhưng mà đến thời sau rốt này đó, thì thần của Chúa không còn có một cái giới hạn. Ngày xưa thì thần của Chúa ít lắm, hoạt động ở trong một số những người đặc biệt mà thôi. Nhưng mà đến thời kỳ sau rốt thì Kinh Thánh nói là Ngài đổ thần của Ngài trên khắp mọi loài xác thịt.
trên tôi trai và trên tớ gái. Đó là lời của Chúa phán với chúng ta. Và Kinh Thánh ở trong Cựu Ước cũng như trong sách Công Vụ Sứ Đồ cũng đã nhắc lại cái lời tiên tri đó, là thần của Chúa. Tôi đọc ở trong Công Vụ Sứ Đồ đoạn 2, nếu quý vị cũng đã trước đây mình đã đọc rồi. Công Vụ đoạn 2 câu 17, Đức Chúa Trời phán: trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ coi chiêm bao. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm và mặt trăng sẽ hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Đức Chúa Trời chưa đến. Như vậy thì quý vị thấy đó, đây là một cái lời tiên tri mà Chúa đã nói trước ở trong sách Giô-ên đoạn 2. Giô-ên đoạn 2 từ câu 28 đó. Thì quý vị thấy đó, là đây là một cái lời tiên tri nói về việc mà đến ngày sau rốt, và khi mà thần của Chúa đổ xuống ở trong ngày lễ ngũ tuần, thì các sứ đồ đã trưng dẫn cái câu kinh thánh này để nói lên rằng điều này đã thật sự được ứng nghiệm. Đây là thần của Chúa đổ, không phải trên một người, hai người, mà trên 120 người, quý vị thấy không? Và cũng không phải trên đàn ông, mà cả trên đàn bà. Đấy, quý vị thấy. Cho nên ngày hôm nay có nhiều người cũng còn cứ phân vân và cứ tranh cãi là phụ nữ không có được hầu Chúa trong cái thời tân ước này, không được làm mục sư. Thì tôi nghĩ rằng có lẽ những người đó không có hiểu cái cơ bản của Kinh Thánh. Tại vì Kinh Thánh nó rất là rõ, không còn phân biệt. Và trong cái thời sau rốt thì Chúa đổ thần của Ngài. Như vậy thì nếu Chúa đổ thần của Ngài ở trên những tôi trai và tớ gái nữa, tức là những tớ gái vẫn được hầu việc Đức Chúa Trời, nếu Đức Chúa Trời kêu gọi họ và thần của Chúa ở với họ. Cho nên thưa quý vị, chúng ta đang sống trong cái thời đại của Đức Thánh Linh. Và đó là lý do mà Phaolô đến Ê-phê-sô thì ông mới hỏi. Ông hỏi rằng các anh em có nghe nói về Đức Thánh Linh chưa? Người ta trả lời là chúng tôi không biết gì hết, không có, chưa có nghe nói gì về Đức Thánh Linh cả. Thì khi đó quý vị thấy Phaolô đã bắt đầu rao giảng về Đức Thánh Linh, và ông đã đặt tay, sau khi chịu báp têm về Chúa Giêsu rồi, thì ông đã đặt tay trên những người ở tại đây và họ đã được đầy Đức Thánh Linh. Và trong đó cũng có 12 người đã được đầy Đức Thánh Linh. Thì đó là một cái câu chuyện tiêu biểu để nói lên rằng là Ngài muốn cho mỗi chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh, và mệnh lệnh được đầy dẫy Đức Thánh Linh ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 đó là đừng say rượu nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. Như vậy thì đây là một cái mệnh lệnh mà Chúa truyền cho tôi và quý vị trong cái thời đại tân ước này, là đừng có chịu một cái ảnh hưởng của thế tục, những cái men rượu của trần gian, giống như một người say rượu. Quý vị thấy ở đời này người ta say đủ thứ lắm, say tiền, say rượu, người ta say nhiều thứ ở đời này là như vậy. Nhưng người theo Chúa thì phải say Đức Thánh Linh. Và cái sự đầy dẫy đó nó lên đi gì? Đầy dẫy ở đây cũng giống như một người mà uống rượu quá nhiều thì họ say, uống một chút không có say đâu. Tức là lúc bây giờ họ điều khiển, bị điều khiển hoàn toàn bởi rượu, chứ không phải là họ nữa. Một người mà uống một chút rượu thì họ vẫn là họ, họ vẫn còn tỉnh táo, họ vẫn làm theo ý của họ. Nhưng mà khi mà một người đã say rượu rồi đó, thì quý vị biết là người đó hoàn toàn rượu nói, rượu dẫn dắt, rượu hành động họ. Và Phaolô đã dùng cái hình ảnh này để so sánh giữa một người đầy dẫy Thánh Linh và một người say rượu. Một người đầy dẫy Thánh Linh giống như một người say rượu vậy đó. Nếu say rượu thì làm toàn chuyện xấu, không nói chuyện xấu, nó cũng tầm bậy, đi cũng loạn choạng, hành động một cách kỳ quặc. Bình thường một con người như vậy không bao giờ mà xử tệ vậy đâu. Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 18 đó. Đừng say rượu vì rượu suy cho luôn tuồng. Đấy.
rượu đã dẫn người ta tới cái chỗ mà có thể rằng là luôn tuồn cởi trần đó luôn. Họ hành động và họ nói những cái lời tục tằn hung hăng, rồi dữ dằn, rồi kỳ cục không thể tưởng được, toàn là xấu không. Một người say, có nhiều người say thậm chí có thể đánh cả con cả vợ của mình, có người say quá có thể nổi đốt nhà, có thể chửi người ta và làm đủ mọi thứ, có thể nói rằng rất là tồi tệ. Thế thì cũng vậy, một người được đầy dẫy Thánh Linh, ngược lại, thay vì làm những điều xấu thì người này làm nhiều điều tốt lắm. Tốt cho đến độ là bình thường người đó không có tốt như vậy được. Đấy, bình thường người đó không thể làm như vậy được. Bình thường người đó không có hay ho và có nhiều cái tuyệt vời như vậy. Nhưng mà khi họ được đầy dẫy Thánh Linh thì họ có. Thì đó là sự đầy dẫy Thánh Linh. Và thưa quý vị, giữa cái vấn đề mà chúng ta chỉ có một chút Đức Thánh Linh với đầy dẫy nó khác. Khi Kinh Thánh dùng cái chữ đầy dẫy, một dòng sông á, mà khô cằn tức là không có, không có nước. Một dòng sông cũng có thể có một chút nước, một ít nước. Nó khác hẳn với một cái dòng sông đầy dẫy nước. Thì người đầy dẫy Thánh Linh được mô tả giống như một cái dòng sông đầy tràn nước vậy. Đấy, tức là Đức Thánh Linh chiếm ngự chúng ta và ngự đến một cái mức độ Ngài điều khiển và hành động thông qua con người của chúng ta. Và ở đây chúng ta thấy Phaolô đó, khi ông đầy dẫy Thánh Linh thì ông rao giảng một cách rất là có ơn. Ông đầy dẫy Thánh Linh, ông có thể đặt tay chữa lành cho nhiều người. Ông đầy dẫy Thánh Linh đến nỗi nghĩa là những cái khăn, những cái quần áo của ông Phaolô mà người ta đắp lên, những người bệnh cũng được chữa lành, chứ không phải là ông cần gì ông đặt tay thế nữa. Quý vị thấy chưa? Đó là cái sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và đây là một mệnh lệnh, và đây cũng là cái nỗi khát khao của tất cả những người thể Chúa, đặc biệt là những người hầu vị Chúa rất cần cái sự đầy dẫy Thánh Linh. Bởi vì nếu chúng ta không đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta không có kết quả, không có đắc thắng, và cũng không có một cái đời sống làm vinh hiển danh Chúa. Cho nên chúng ta không thể cố gắng, chúng ta không thể tu luyện, chúng ta không thể học tập, chúng ta không thể bắt chước để chúng ta làm những cái điều tốt được. Bởi vì tất cả những cái điều đó nó rất là dở hạn. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh ở bên trong chúng ta thì giống như Phaolô nói rằng, tôi làm được mọi sự. Tôi làm được mọi sự. Bình thường là ai dám nói làm được mọi sự. Nhưng mà Phaolô đó, tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Như vậy thì quý vị thấy rất là rõ tại đây là Phaolô đã có một cái trải nghiệm rất là đặc biệt ở trên cái con đường phục vụ Chúa, và ông đầy Đức Thánh Linh. Và tôi xin đọc thêm để quý vị có thể hiểu rõ về vấn đề đầy dẫy Thánh Linh. Ở trong Galati đoạn 5 câu 22 thì Kinh Thánh nói rằng là bông trái hay là kết quả của một cái đời dẫy Thánh Linh, một đời sống đầy dẫy Thánh Linh là gì? Là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Và chúng ta hay nghe nói về gọi là chín bông trái của Đức Thánh Linh. Người đầy dẫy Đức Thánh Linh, quý vị có thể nhìn thấy họ có những cái bông trái này, cũng giống như một cái cây ổi thì quý vị sẽ thấy có những cái trái ổi. Cái cây xoài thì sẽ có những trái xoài, cây cam thì sẽ có những trái cam. Và nếu chúng ta có Đức Thánh Linh ở bên trong chúng ta, đầy dẫy ở bên trong chúng ta thì sẽ sanh ra những cái bông trái đó. Và những cái bông trái đó nó hay lắm, đẹp lắm. Bình thường á, chúng ta tình yêu không có, hoặc là nếu có cũng rất là giới hạn. Vui mừng cũng vậy, nhịn nhục cũng vậy, nhân từ cũng vậy, hiền lành cũng vậy, trung tín, mềm mại, tiết độ cũng vậy. Tôi và Ngọc Thanh mới vừa gặp một gia đình, và khi chúng tôi nói chuyện, chúng tôi trò chuyện với họ, họ nói rằng chúng tôi vui quá. Và những người có một cái tâm hồn vui như thế này thì làm sao mà già được, họ nói như thế đó. Tức là họ cảm nhận được cái sự vui mừng của mình. Chúa ở với mình vui. Còn bình thường trong cuộc sống này người ta buồn lắm quý vị. Rất nhiều chuyện buồn, nhiều chuyện chán nản lắm, không thể vui được. Nếu mỉm cười thì cũng gắng gượng mà thôi, chứ thật sự ra cũng khó để mà có được một cái đời sống vui mừng. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh ở với mình thì mình vui. Mình có thể yêu thương, yêu những cái điều mà bình thường cũng khó lắm. Tôi thấy bình thường trong cuộc sống này, cái mức độ yêu thương của con người chúng ta nó chẳng qua là bánh đúc trao đi, bánh chì trao lại.
Nếu người khác yêu mình thì mình yêu lại, và yêu để mà được một cái gì đó. Nhưng mà cái tình yêu trong Chúa đó thì nó vượt lên trên như cái này, nó vượt lên trên. Nếu quý vị thấy những người mẹ mà yêu con thế nào, cha mẹ yêu con thế nào đó, thì quý vị có thể hiểu được đó là cái tình yêu mà khi quý vị thật sự được đầy dẫy Thánh Linh. Là một cái tình yêu mà giống như vậy, đến nỗi chúng ta có thể nhịn nhục như là nhịn con mình. Chúng ta có thể ban cho, chúng ta có thể hy sinh, chúng ta có thể làm nhiều điều giống như là chúng ta đã làm với con mình vậy, không có suy nghĩ gì cả. Và đây là điều rất khó, không thể bình thường chúng ta có được. Đấy, cho nên khi quý vị đề giải thích lên thì quý vị sẽ thấy có những cái bông trái yêu thương, vui mừng, bình an. Quý vị sẽ có sự bình an ở giữa một cái hoạn nạn, cái khó khăn. Nhị nhục với mọi người, yêu thương, vui mừng, bình an, nhị nhục, nhân từ với mọi người, hiền hòa, trung tín trong công việc. Đấy, chúng ta rất là trung tín trong mọi mặt hết, giờ giấc, tiền bạc, đủ mọi mặt chúng ta trung tín. Còn người nào mà không có trung tín gì hết là người đó không có Chúa đâu, quý vị biết đó, không có Chúa Thánh Linh đâu, không trung tín gì cả. Không trung tín gì hết, làm cái gì cũng thất tín đó, làm gì không có đáng để mà tin cậy, thì đó không có Chúa Thánh Linh nữa đâu. Đấy, chúng ta có thể chơi với đầy giải Thánh Linh là chúng ta nhảy lên, chúng ta dậy lên, rồi chúng ta thậm chí có nhiều người là cho rằng cái vấn đề nói tiếng lạ đó là đầy Thánh Linh. Khi quý vị đầy giải Thánh Linh có thể nói tiếng ngoại quốc, cái đó là không phải là không có, bởi vì đây là điều mà Chúa Thánh Linh ở với họ mà, để chúng ta nói về sự cao trọng của Chúa. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta, có một số người thì bắt chước cố gắng làm như vậy, để bởi vì họ coi rằng cái sự đầy giải Thánh Linh dấu hiệu duy nhất đó là Chúa thăm viếng cái lưỡi để họ có thể nói ra. Không, Đức Thánh Linh, tôi đọc ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 để quý vị có thể thấy. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu thứ 3, từ trên câu thứ 3 trở đi: và có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc ở trong mọi người. Như vậy thì Đức Chúa Trời làm mọi việc ở trong mọi người, chứ không phải là một việc. Nhớ nha. Thế nên khi quý vị thấy, ủa tại sao người này làm, mình thấy cái người đó họ chữa lành, chữa bệnh, cái mình nói người đó giải Thánh Linh. Còn cái người khác họ rao giảng, hay là người khác họ bố thí, họ có ơn trong vấn đề mà tài chánh, họ yêu thương giúp đỡ mọi người, thì chúng ta nói không phải. Không, Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc ở trong mọi người. Câu thứ 7, Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Đấy, Ngài vì cái lợi ích chung của đoàn dân, vì con người, của nhân loại, mà Đức Chúa Trời cho mỗi người họ có những cái công tác, có những cái vai trò khác nhau. Và người này nhờ Đức Thánh Linh, tôi đang đọc câu thứ 8, Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 8: và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan. Nhưng mà thấy đó, một người nào đó họ nói những lời khôn ngoan, giống như nhiều khi chúng tôi rao giảng đây cũng phải là, không phải là bởi chúng tôi, thưa quý vị, thật sự như thế. Trước khi mà rao giảng, tôi luôn cầu nguyện lại Chúa, xin Chúa hướng dẫn, sẽ soi sáng, Ngài ở cùng. Và có nhiều điều mà Chúa nói qua chúng tôi, chứ còn thật sự ra chúng tôi nói cho quý vị đây không có nghĩa là chúng tôi lấy sách vở, chúng tôi học của ai đó rồi chúng tôi nói lại với quý vị. Bây giờ này tôi cũng không phải ghi ở trước mặt tôi một cái bài để mà tôi có thể nói là đây là một cái gì đó, nó kiến thức của tôi, sự nghiên cứu của tôi, hay là từ trong những cái sách vở, không có. Mà Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ, Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt để có thể nói ra những cái điều mà ngay trong lúc đó chúng ta nói một cách đầy ơn, đến nỗi có một cái sức thuyết phục, đấy, gọi là lửa thiên ở bên trong chúng ta. Nhiều khi quý vị để ý thấy tôi đứng giảng với mục sư Linh đó, thì chúng tôi đều không có cầm một cái gì cả. Và điều đó là chúng tôi xin Đức Thánh Linh ở với mình, xin Chúa nói qua con, xin Chúa dẫn dắt qua, để những gì mà chúng con nói đó không phải là chúng con nữa, không phải là cái khôn ngoan của mình, nhưng mà bởi sự dẫn dắt của Chúa. Và người này được Đức Thánh Linh mà được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Quý vị thấy đó, bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh người kia được ơn chữa tật bệnh. Câu thứ 10, người thì được làm phép lạ, kẻ thì nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều các thứ tiếng khác nhau. Người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người.
và Chúa phân phát cho chúng ta, chứ không phải là ý của chúng ta. Không phải là mỗi người chúng ta đây, chẳng hạn như giờ mình thấy người ta được cái ơn chữa bệnh và mình nói rằng mình sẽ học để mà mình làm cái việc đó. Không, đồng ý là những quý vị học ở trong các cái chương trình huấn luyện về ơn tứ tất cả thì đều là tốt thôi, nhưng mà không có phải là mình học là mình sẽ làm được, bởi vì đâu có phải là một cái thuật nào đó đâu. Nhưng mà chính Chúa hành động với chúng ta, chính Chúa làm việc. Như vậy thì Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh ban cho người này có cái ơn chữa bệnh, người khác không có. Và khi chúng ta thấy có một ai đó không có cái ơn chữa bệnh, ông mục sư đó, ông không có chữa bệnh, mà chúng ta nói cái ông này không có Chúa. Không, hãy cẩn thận về chỗ này. Bởi vì Kinh Thánh nói rằng là mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn và phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Tôi đừng đọc câu thứ 11 đó. Cô nhất đoạn 12 câu 11. Ngài phân phát theo ý muốn của Ngài, Ngài phân phát cho mỗi người. Và đây là công việc của Ngài chứ không phải là của chúng ta. Vì vậy cho nên Đức Chúa Trời có thể ban cho người này có cái ơn đuổi quỷ, người kia là không có. Người này có thể cầu nguyện và được chữa lành, và ông mục sư khác ông cầu nguyện, ủa sao không bằng cái ông mục sư kia. Ông sư kia ông cầu nguyện là được chữa lành. Thì đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Chúa đương dùng cái vị mục sư đó. Và chúng ta tôn trọng, đây là Đức Chúa Trời đương sử dụng. Có nhiều người thật sự họ không có học nhiều về cái vị, nhưng mà Đức Chúa Trời dùng họ. Đấy, ngày hôm nay có nhiều học trò của tôi bây giờ họ ở cái hội thánh lớn cả mấy ngàn người học trò của tôi, nhưng mà mình lại là cái đâu có bằng đâu, đúng không? Mấy chục người. Chuyện đó nó bình thường là bởi vì đó là việc của Chúa, Đức Chúa Trời sử dụng những người đó. Có khi một giai đoạn nào đó thì Chúa cho mình ở một hội thánh lớn, bây giờ Chúa cho mình ở một hội thánh nhỏ. Và trong chức vụ có khi là chúng tôi cũng đã trải qua rất nhiều về cái sự đuổi quỷ nhiều lần. Và điều đó cũng không nghĩa là tôi làm, mà đó là Chúa ban cho. Và Đức Chúa Trời sử dụng mỗi tôi tớ của Chúa. Mỗi, chẳng hạn như quý vị thấy tấn sĩ Billy Graham là một nhà truyền giáo nổi tiếng, nhưng mà ông thông qua cuộc đời của ông không có một cái phép lạ nào hết, phải không? Ông là người rao giảng và ông giảng tin lành đến nỗi có rất nhiều người đã tin nhận Chúa. Điều đó để nói rằng không phải là ông có cái phép lạ, những cái chuyện phép lạ nhỏ trong đời sống, cái cơ, những cái điều mà ông trải nghiệm riêng, còn thông qua ông đặt tay lên để mà có những người được chữa lành thì không có. Đấy. Như vậy thì vấn đề của tôi và quý vị ngày hôm nay, chúng ta cần phải biết rằng Đức Thánh Linh là đấng hành động bên trong chúng ta, và Đức Thánh Linh sẽ sẵn sàng giúp đỡ, Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Kinh Thánh nói là Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Ngày hôm nay đó là lý do mà những người tin lành chủ trương rằng chúng ta nên đọc Kinh Thánh, bởi vì có Đức Thánh Linh nữa chứ không phải là có một mình người giáo dân đâu. Đối với hội thánh công giáo thì người ta không có, có phản đối cái việc này, không có khuyến khích. Nhưng mà tôi thưa quý vị rằng nếu quý vị đọc Kinh Thánh thì quý vị thấy rằng Chúa muốn chúng ta đọc, bởi vì Đức Thánh Linh sẽ soi sáng và dẫn dắt. Ngài sẽ dẫn dắt để cho những người theo Chúa đó có thể hiểu được. Và bên cạnh đó thì Đức Chúa Trời vẫn sử dụng các mục sư, các linh mục để mà trợ giúp cho cái vấn đề hiểu Kinh Thánh. Nhưng mà dẫu vậy thì các mục sư và linh mục không có thể nào mà có thể dạy hết được, không thể nào mà ở bên cạnh quý vị được, nhưng mà Đức Thánh Linh sẽ ở bên cạnh. Và Kinh Thánh nói rằng chính Ngài sẽ dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật. Bình thường có thể chúng ta không hiểu, nhưng mà nếu có Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng ta sẽ hiểu. Bình thường quý vị sẽ thấy rằng có khi chính chúng ta có rất nhiều sự vụng về, có rất nhiều điều chúng ta không biết phải làm gì hết á, không giải quyết gì được cả. Nhưng mà khi Đức Thánh Linh ở với mình, tự nhiên mình sáng. Giống như chúng ta đang nghe những cái lời chia sẻ của các anh chị em chúng ta, khi gặp một hoạn nạn, gặp khó khăn, nếu quý vị cầu nguyện với Chúa thì Đức Thánh Linh sẽ hiện diện. Và bây giờ Đức Thánh Linh ban bình an cho chúng ta, Đức Thánh Linh sẽ soi sáng để dẫn dắt chúng ta phải làm gì ở trong những hoàn cảnh đó. Bởi vì Chúa nói là Ngài còn dạy chúng ta cái lời nói nữa cả. Chúa Giêsu nói rằng khi mà các ngươi bị bắt bớ, bị khó khăn, không biết phải nói lời gì thì cũng đừng có lo, bởi vì ngay trong cái hoàn cảnh đó thì chính Chúa Thánh Linh sẽ nói qua chúng ta. Có nghĩa là Ngài sẽ đặt
những cái lời khôn ngoan bên trong chúng ta, cũng như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 mà tôi đọc cho quý vị vừa nghe đó, thì bởi Đức Thánh Linh mà có nhiều người có những cái lời nói tri thức và khôn ngoan. Đấy, cũng như phân biệt các thần, bình thường là mình không có nhận ra đâu. Quý vị có thể thấy cái người nào cũng cứ cho họ tốt hết, những người nào họ giả dối, họ lường gạt, bình người bình thường ở chúng ta bị hết, thì chúng ta nghe người ta nói không, thấy bề ngoài không. Nhưng mà người mà được đầy dẫy Thánh Linh thì người ta sẽ nhận ra cái người này là không được. Đấy, người này đương giả dối, người đó đương ma quỷ đương hiện diện ở trong họ. Thì đấy là gọi là cái ơn phân biệt các thần. Cho nên Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 ở đây nói lên những các cái ơn tứ, quý vị thấy đó, phân biệt các thần, tức là mình nhận nó ra, đấy đâu là ma quỷ. Chúa Giê-xu nhìn thấy một Phi-rơ, ông nói những lời nghe nó cũng dễ thương lắm, không có cái gì sai hết, à, mà thậm chí nó hay nữa. Nhưng mà Chúa nói đó là ma quỷ, ớ Satan, hay lui ra sao ta, bởi vì ngươi nghĩ đến chuyện của con người mà không nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời. Và quý vị thấy rằng nếu một người có đầy Thánh Linh thì họ sẽ nhận ra được có những cái lời nói mà khi mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà ma quỷ nó hiện diện, gọi là ma quỷ lợi dụng trong. Cho nên nếu mà chúng ta có Thánh Linh của Chúa thì chúng ta sẽ nhận ra được có những lúc nào đấy ma quỷ nó đương dùng cái trường hợp đó để chúng ta sẽ bị lôi kéo vào, để rồi chúng ta buồn bực, chúng ta chán nản, chúng ta không muốn học về Chúa nữa. Mình phải nhận nó ra. Có những người mình nghe những cái bài giảng, nghe những người chia sẻ, nghe cũng hay lắm á, nhưng mà tôi thưa quý vị rằng là không phải tất cả đều là ở trong Đức Thánh Linh hết. Có những cái người mà họ chia sẻ, họ nói những cái điều mà nó mang cái tính là con người. Chẳng hạn những thầy Pharisee, những thầy thông giáo, họ cũng giảng vậy, họ giảng hay chứ, nhưng mà Chúa nói rằng là họ là mù, họ nói những cái điều mà từ ba quỷ, thấy không? Họ nói với cái hình thức tôn giáo, với cái vỏ bọc tôn giáo rất là hay, nhưng mà thực ra đó, ở bên trong là đầy sự kiêu căng, đầy những cái gì nó tối tăm và đầy những cái sự tuyệt vọng. Dẫn con người, có rất nhiều người quý vị nghe họ giảng rồi, họ nói rồi, quý vị ta thấy mình chắc là sợ lắm, mình sẽ đi địa ngục, ha, mình chán nản lắm và mình bỏ luôn, không đến với Chúa nữa. Mặc dầu những người đó vẫn giảng, à, nhưng mà đạo của Chúa là tin lành cứu rỗi, tin lành yêu thương, giải cứu chúng ta, tha thứ cho chúng ta, chứ không có nghĩa là nó thôi cái bệnh này ghê lắm. Có những người quý vị thấy họ nói, gọi là nói cái mình sợ luôn, bị gì sơ cái họ nói cái bệnh này là bệnh sẽ chết người đó, ha. Và khi mà họ nói như vậy là khiến cho con bệnh nó còn nhanh chết nữa. Nếu mà gặp những cái thầy thuốc mà không biết gì hết á, à, gọi là những người mà học không tới nơi, hoặc là có những người mà họ không có tâm, thì quý vị thấy rằng nó sẽ dẫn tới cái điều đó. Thế thì cũng vậy, chứ không có nghĩa là chúng ta nghe nói ai cũng nói về lời Chúa, ai cũng rao giảng, ai cũng giảng đạo hết, thì chúng ta cứ nghĩ rằng mọi sự đều là tốt hết. Không, hãy cẩn thận. Và chúng ta phải đầy dẫy Thánh Linh để chúng ta nhận ra, phải phân biệt ra đâu là từ ma quỷ và đâu là từ Chúa. Và cái điều đó là chỉ có Chúa mới soi sáng như quý vị nhận ra thôi. Quý vị biết chính ông Phi-rơ đó, khi mà Chúa hỏi các môn đệ của Chúa rằng các ngươi nói ta là ai, các ngươi nói ta là ai đi, thì người thì nói Chúa là Eli, Chúa là dân bắp tít, vân vân, Chúa là người này người kia, một tiên tri. Chúa hỏi ông Phi-rơ thì ông Phi-rơ nói rằng thầy là đấng cứu rỗi, đấng Messi, đấng cứu tinh, đấng Christ từ Đức Chúa Trời mà đến. Thì Chúa Giê-xu khen ông Phi-rơ và nói rằng là cái điều mà ngươi nói đó không phải là từ nơi ngươi đâu, nhưng mà chính Cha của ta trên trời đã bày tỏ cho ngươi. Quý vị thấy đó, như vậy thì Chúa bày tỏ, Ngài hướng dẫn, Ngài soi sáng cho chúng ta, để rồi chúng ta có được những cái tri thức, có những cái khôn ngoan. Chúng tôi cũng cảm nhận có nhiều khi, khi mình rao giảng, mình bước vào có rất nhiều cái bài, có rất nhiều những cái chương thánh kinh mà chúng tôi thấy rằng cũng khô khan lắm, khó để mà soạn một cái bài giảng. Nhưng mà khi Chúa soi sáng, Chúa dẫn dắt thì mình là thấy được những cái điều diệu kỳ, mình hiểu được lẽ thật, mình rờ được lẽ thật của Chúa, đến nỗi mình có thể chia sẻ cái lẽ thật đó mà người khác họ hiểu được. Còn có những người họ cũng nói về đạo. Vừa rồi có một chị đến tin nhận Chúa trong hội thánh của chúng tôi, đó là chị Quyết, Thành Quyết.
Chị nói rằng chị đã đi đến nhà thờ Tin Lành cũng lâu lắm, cũng có hàng năm chứ không có lợi ích đâu. Nhưng mà chị nói chị không hiểu gì hết. À, chị không hiểu gì cả. Quý vị thấy chưa? Chứ không có phải là đến là sẽ hiểu. À, nhưng mà khi cô đến, cô gặp gỡ Hội Thánh, cô gặp chúng tôi, thì cô nói bây giờ tôi hiểu. Bây giờ nói những điều đó tự nhiên tôi sáng ra. Và bây giờ sau một cái thời gian cô đi tới nhà thờ rồi cô không hiểu gì hết, cô quay trở lại đạo Phật. Và bây giờ khi cô ở trong đạo Phật thì cô gặp rất nhiều những rắc rối trong cuộc sống, à, sức khỏe và rất nhiều những chuyện rắc rối về phương diện tâm hồn và tâm linh. Thì cô mới trở lại với Chúa. Và cái sự trở lại với Chúa đó cũng là một sự dẫn dắt nữa của Đức Thánh Linh, chứ còn thật sự tôi nghĩ rằng cũng khó mà có thể đến với Chúa. Đó là Đức Thánh Linh khiến cho cô, mà trong lúc mà cô ban đêm trong một cái giấc mơ, cô thấy giống như ma quỷ kéo cô đi đó. Thì lúc bây giờ cô nói không biết tại sao mà cô lại kêu Chúa. Và khi cô kêu Chúa đó thì cô lại nghĩ đến Ngọc Thanh ở trong Hội Thánh. Và sáng ngày hôm sau thì cô gọi nhà tôi, cô nói câu chuyện đó. Và khi chúng tôi đến thì nói chuyện và tự nhiên có tâm trí của cô rất là mở ra. Và cô bằng lòng tiếp nhận Chúa ngay. Và bây giờ mặc dầu bởi vì đây là một gia đình Phật giáo, là cô cũng là chị của một thượng tọa. Chị ruột của thượng tọa. Thế thì có rất nhiều những khó khăn, nhưng mà cô nói bây giờ là cô quyết tâm tin Chúa. Chứ cô không có lưng chừng nữa. Quý vị thấy rất là rõ. Cái điều đó là cái sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chứ không phải là con người của chúng ta, không phải là mình thuyết phục, không phải là mình tài giỏi gì cả. Cho nên tất cả những cái điều đó để chúng ta nhận ra được là Đức Thánh Linh, Ngài đương hành động. Kinh Thánh nói là ngày hôm nay, nếu ma quỷ đương hành động trong những người không theo Chúa thế nào, thì Đức Thánh Linh cũng muốn hành động bên trong tất cả mọi người chúng ta như vậy. Và Chúa bảo là đừng có làm buồn Ngài, đừng có dập tắt Ngài. Ngài yêu chúng ta, Ngài yêu cho đến nỗi Ngài gần như là ghen tuông vậy. Ở trong Gia-cơ nói đó, Đức Thánh Linh yêu chúng ta, Ngài rất là yêu mến chúng ta, và Ngài muốn hành động bên trong chúng ta, Ngài muốn giúp chúng ta. Đừng có làm buồn Ngài và đừng có dập tắt Ngài. Hãy để cho Ngài hành động ở trong đời sống của chúng ta. Hãy để cho Chúa nói với chúng ta khi quý vị gặp cái khó khăn, không có bình an. Hãy để cho Chúa nói. Hãy thưa với Chúa Thánh Linh là Chúa ơi, xin Ngài dạy con, xin Ngài ban sự bình an cho con. Khi quý vị nằm mệt á, quý vị gặp một cái chuyện gì đó, thì ai quý vị kêu trước nhất? Đừng kêu con người, phải không? Mà trước nhất quý vị hãy kêu Chúa. Khi quý vị kêu Chúa đó, thì Chúa sẽ giúp cho quý vị trong những cái hoàn cảnh, trong những cái tình huống đó, trong những lúc rất là khó khăn đó. Bởi vì con người nếu chúng ta kêu thì họ cũng đôi khi họ cũng bó tay. Nhưng mà nếu chúng ta kêu Chúa đó, thì Chúa sẽ có những cái sự giải cứu một cách rất là đặc biệt. Tôi nhớ lại những cái lần tai nạn xe, tích tắc nó có thể xảy ra trong một vài giây thôi, nhưng mà khi kêu Chúa một cái, tự nhiên Chúa gìn giữ mình bình an liền. Đấy, hãy kêu đi Chúa quý vị. Khi quý vị gặp một cái điều gì đó mà cảm thấy mình rất giống như nó nổ bùng lên, là mất bình an hết, không biết giải quyết gì cả. Giống như hồi nãy cô Hồng Phan cũng đã chia sẻ về vấn đề mà bị tai nạn như vậy đó. Hay là anh Năm cũng đã gặp công việc mà rối trí, không biết phải giải quyết thế nào. Hãy kêu Chúa ngay. Khi quý vị thiếu thốn, hãy kêu Chúa ngay. Nếu khi chúng ta không sống, không có nhờ cậy Đức Thánh Linh. Khi quý vị thiếu tiền, thiếu bạc đó, tôi nói quý vị đó, hãy kêu Chúa. Đấy. Chúng tôi đã kêu Chúa trong những trường hợp như vậy. Không có tiền, tôi mất giấy tờ, tôi kêu Chúa. Và Chúa giúp cho tôi có thể kiếm lại giấy tờ. Trong những lúc mà tôi rất là cần tiền, tôi không có tiền, tôi không phải là bằng cách này, bằng cách khác gì đó, tôi hỏi hết trong cái tín đồ để tôi đi mượn, gom hết lại cho tôi để tôi sửa nhà, sửa cửa. Không có. Tôi cầu nguyện với Chúa, và Đức Thánh Linh đã cho tôi có số tiền đó. Đó, tôi nói với quý vị tất cả. Chứ đừng có bao giờ chúng ta sống mà không có nhờ cậy Đức Thánh Linh. Bởi vì Đức Thánh Linh rất muốn giúp chúng ta, rất là yêu chúng ta. Và Ngài đứng ở bên cạnh chúng ta những lúc gặp khó khăn. Tôi đã từng được mời lên khi ở tại Việt Nam, là quý vị biết trong một cái hoàn cảnh rất khó khăn, mà trong tất cả những chính quyền từ cấp xã cho đến cấp huyện, cấp tỉnh, chỉ có một mình tôi, họ mời mình tôi thôi.
và mục đích là họ gây khó khăn, tấn công tôi về cái vấn đề không được làm lễ ở trong cái nhà thờ. Nhưng mà đến cuối cùng có một mình tôi thôi mà. Tôi xin thưa quý vị là cái buổi họp đó cuối cùng là tôi thắng. Cuối cùng là tôi thắng một cách vẻ vang. Mà có một mình tôi thôi, không có ai hết. Ai? Tôi không phải là tôi. Mà Chúa. Chúa cho mình có những cái quyết định, có những cái sự khôn ngoan, có sự bình tĩnh đến đâu mình có thể đưa ra những cái ý kiến. Và cuối cùng mình đã đưa tới những cái ý kiến rất là tuyệt vời. Phải nói rằng là rất là tuyệt vời. Không có cái gì tuyệt vời hơn hết. Cho nên tôi xin thưa quý vị rằng hãy nhờ cậy Chúa. Ngày hôm nay trong cuộc sống, trong lúc làm ăn, trong lúc làm nghề, trong lúc quý vị giao dịch, trong lúc quý vị bệnh tật, quý vị khó khăn, tất cả mọi sự việc, hãy nhớ rằng chúng ta đang sống trong thời đại của Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh đang ở bên cạnh chúng ta. Chúa sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta giải quyết cái vấn đề đó. Chứ đừng bao giờ chúng ta giải quyết tất cả mọi sự việc của chúng ta theo cái khôn của mình, theo cái ý riêng của mình, mình giải quyết. Không, đừng bao giờ giải quyết như vậy. Mà chúng ta phải cầu nguyện để xin Chúa hướng dẫn soi sáng, để cho mình trong lúc bệnh tật mình sẽ ăn uống như thế nào, nếu dùng thuốc thì dùng thuốc nào, nếu mà nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi cách nào. Và Đức Thánh Linh sẽ dạy cho chúng ta. Ngài là thần khôn ngoan, Ngài sẽ dạy cho chúng ta. Và cuối cùng quý vị sẽ thắng được cái bệnh đó. Đó là cái kinh nghiệm của tôi. Tôi cũng bị rất nhiều căn bệnh. Bệnh cột sống, bệnh viêm họng hạc, bị viêm xoang, rồi bị bao tử, rồi cũng cao mỡ, cao máu nhiều lắm. Nhưng tôi đã chiến thắng những điều này. Và Đức Thánh Linh đã giúp đỡ, Đức Thánh Linh đã soi sáng để cho mình hiểu được. Và những lúc mà tôi thiếu tiền, không phải là tôi thiếu 100, 200, 1000, không phải, mà tôi thiếu cả hàng hơn chục ngàn như vậy, để giải quyết làm sao mà có thể có tiền được. Và tôi đã không mượn ai hết. Tôi nói quý vị đó, tôi không phải gọi điện họ mượn người này người kia, không có. Tôi chỉ yên lặng. Thậm chí những cái tiền mà người ta mượn tôi được, tôi còn không đòi quyết liệt nữa. Không đòi. Hỏi thử, nếu không được thì thôi. Và coi như mình phải cầu nguyện và xin Đức Thánh Linh Ngài hướng dẫn cho. Và quý vị thấy lạ là tôi thưa quý vị lạ lùng. Bây giờ đây có nhà tôi cũng ngồi nghe đó. Thấy không? Lạ lùng là Đức Chúa Trời có thể tiếp trợ cho chúng tôi với cái số tiền đó. Mười mấy hay chục ngàn đó phải là dễ. Nhưng mà chúng tôi có. Đấy. Và tôi những lúc mà Ngọc Thanh cũng có nhiều việc cũng hay, cũng hơi quan tâm, hơi lo ngại, thì tôi nói đừng có lo. Hãy nhờ cậy Chúa, hãy cầu nguyện. Rõ ràng, và rõ ràng là sau đó thì cả chúng tôi đều trải nghiệm cái sự dẫn dắt và sự ban cho của Chúa một cách rất là lạ lùng. Cho nên xin Chúa giúp để tôi và quý vị trong cuộc sống này hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh. Và hãy biết rằng chúng ta đang sống trong thời đại Đức Thánh Linh. Và chúng ta không phải tin Chúa là nói theo lý thuyết. Tôi thưa quý vị đấy, đừng có sống mà theo cố gắng để mà làm giống như các tôn giáo khác, người ta cố gắng để mà học cái đạo rồi làm theo. Mà đạo của chúng ta là đạo Đức Thánh Linh hành động ở trong mỗi người chúng ta. Vì vậy cho nên hãy học với Đức Thánh Linh, hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh. Và Chúa không phải là Ngài làm tất cả đâu. Chúa Thánh Linh Ngài chỉ cho. Giống như bây giờ nếu phải làm một cái việc gì, tôi nhiều khi tôi làm một số việc, tôi không biết đường làm đó. Tôi nói thật quý vị, nhiều khi trước đây chừng vào mấy năm thì về vấn đề internet, về vấn đề Facebook, YouTube hay là tất cả những cái gì về Zoom là tôi không biết gì hết. Tôi không biết những cái đó, không sử dụng nữa. Nhưng mà khi bước vào công việc thì tôi thấy rằng là cuối cùng tôi cũng không phải học ai hết, mà cầu nguyện với Chúa Thánh Linh, Chúa hướng dẫn. Và Chúa sẽ chỉ cho mình, Chúa đưa đến cho mình những cái điều gì. Nếu mà mình càng tìm thì cái đó tự nhiên nó mình sẽ tìm ra được. Và cuối cùng mình có thể làm được. Và tôi thưa với quý vị rằng có nhiều người nói rằng sao giỏi vậy, tại sao tôi có thể thu âm bài nhạc, tại sao có thể làm nhạc, tại sao có thể sáng tác, tại sao có thể thu hình, tại sao có thể làm tất cả như quý vị thấy. Ở đây có dường như có cô, có một cô gì ở Việt Nam ha, cũng có làm nhiều trên các vấn đề phim ảnh rồi đó, ở trong cũng từ theo dõi đây. Thì tôi không có giỏi quý vị, tôi thành là cái gì, nhưng mà tôi cầu nguyện với Chúa và đến nỗi chúng tôi có thể làm được nhiều việc. Và làm được điều đó thì tôi chỉ nói rằng đây là Chúa giúp đỡ.
Và chúng tôi có thể nói rằng là giả như bây giờ chúng tôi có thể ra một bản nhạc mà trong vòng một ngày chúng tôi có thể vừa sáng tác, vừa thu âm, vừa thu hình và vừa có thể làm lên một cái bài xong nếu trong vòng một ngày. Thì tôi nói là cái đó không phải là chúng tôi, mà đó, tôi nói điều này để cảm ơn Chúa. À, đó là cô Hồng Châu, đúng rồi, cô Hồng Châu. À, thì rõ ràng là tôi không có học của ai, và tôi cũng không phải là mình thiên tài gì hết, không có. Tôi nói thật cái gì thế. Nhưng mà tất cả mọi lĩnh vực, khi muốn làm một cái gì đó thì tôi cầu nguyện với Chúa. À, Chúa hướng dẫn cho tôi. Cũng giống như bây giờ, ngày xưa tôi hát hay là tôi làm gì đó cũng đơn sơ lắm. À, bước vào sáng tác hay gì đó, tất cả mọi việc không ai có thể nghĩ rằng những gì mà tôi làm ngày hôm nay đó là tự, tất cả mọi sự mình nói tự học là cũng không đúng, nhưng mà cái đó nếu mà ngoài đời thì người ta nghĩ là tự học, nhưng mà mình là học với Chúa, học với Thánh Linh đấy. Và cuối cùng mình đã làm được, mình làm được cho đến nỗi chúng tôi gặp những nhạc sĩ mà nhiều người họ không thể nào không thể hiểu được. Nếu mà làm một việc nào đó, một khâu nào đó thì có thể là làm được, nhưng mà còn với chúng tôi thì Chúa dẫn dắt đến nỗi làm tất cả các khâu hết đấy. Thì tôi thưa quý vị đó, cái điều đó tôi muốn nói để cảm ơn Chúa, để nói rằng Đức Thánh Linh ngày hôm nay Ngài hướng dẫn chúng ta. Nếu quý vị muốn hát hay, Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta. Nếu quý vị muốn đánh đàn giỏi, Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn chúng ta. Nếu quý vị muốn có tiền để giải quyết trong một số trường hợp nào đó, Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta để chúng ta có thể có tiền. Đấy. Khi bước vào trong một số công việc, tôi nói điều này để cảm ơn Chúa thôi. Khi mà tôi chỉ muốn đưa tất cả những cái bài giảng, cái bài nhạc để vào trong YouTube để mà lưu lại, đó là cái chương trình. Và khi tôi bước vào tôi làm thì có ai ngờ được đâu. À, tôi cũng không bao giờ kêu quý vị coi trong YouTube, tôi không bao giờ tôi kêu cái câu là xin hãy nhớ subscribe, xin hãy nhớ đăng ký dùm, xin nhớ cho tôi một cái nút này nút kia, không có. Tôi không có một câu nào kêu gọi hết. Nhưng mà nếu mà nói đến cái trang của tôi thì ngày hôm nay là 1,500 mấy chục người người ta subscribe rồi, phải không? Ừ. Và chúng tôi đã đạt trên cái mức mà người ta đòi hỏi là trong một năm để có 1,000 người rồi mấy 4-5,000 giờ gì đó. À, thì chúng tôi đã vượt hết tất cả những cái đó. Thì tôi muốn nói điều này để cảm ơn Chúa. Và tôi muốn nói điều này để làm chứng lên rằng Đức Thánh Linh chúng ta đương hành động trong mỗi chúng ta, và Đức Thánh Linh muốn giúp chúng ta. Tôi khuyến khích quý vị hãy cầu nguyện với Chúa, hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh, bởi vì Chúa nói rằng Chúa dẫn chúng ta vào tất cả mọi lĩnh vực hết đó. Việc gì Chúa cũng sẽ giúp cho chúng ta. À, xin Chúa giúp cho tôi và quý vị chúng ta có đức tin để chúng ta nhờ cậy Chúa, và mong rằng trong đời sống của quý vị, về bệnh tật, về sức khỏe, về tiền bạc, về những cái mối quan hệ, chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh để Chúa dẫn dắt soi sáng, và đến cuối cùng chúng ta sẽ có một cuộc sống thành công. Khi bước vào trong mọi công việc thì tôi phải nói rằng chúng tôi ngày hôm nay rất là vui mỗi ngày, phải nói như thế, phải cảm ơn Chúa mỗi ngày, bởi vì Đức Thánh Linh ở cùng mình và Đức Thánh Linh dẫn dắt mình để mình có thể làm được gì. Hồi nãy chúng tôi nói chuyện với một gia đình và họ quý chúng tôi lắm, họ mừng không thể tưởng được. Là bởi vì họ nhìn thấy được cái sức sống ở bên trong, cái điều mà người đời họ không có. Cho nên xin Chúa cho tôi và quý vị để chúng ta được tràn đầy Đức Thánh Linh. Và sự đầy dẫy Thánh Linh tức là Chúa chiếm ngự trên chúng ta và hành động thông qua chúng ta, đến nỗi không phải là chúng ta nữa, mà Chúa hành động qua trong chúng ta. Những điều tốt lành của Ngài, những cái bông trái tuyệt vời của thiên đàng sẽ được thể hiện qua đời sống của mỗi chúng ta nếu chúng ta đầu phục Ngài. Xin Chúa ban phước, xin Chúa ở cùng chúng ta.